Ladies and gentlemen, let's warm up for all the couples. Let's cheer for the warm up. Xin tất cả các cổ động viên hãy cùng cổ vũ cho các đôi của vận động viên của chúng ta khởi động. Let's samba. Các cặp vận động viên sẽ tham gia vào nội dung thi đấu của buổi chiều ngày hôm nay đang có phần khởi động để chuẩn bị tốt nhất cho phần thi của mình. Một lát nữa thôi thì quý vị và các bạn sẽ được theo dõi các nội dung thi đấu sau đây. Wonderful. Let's warm up for the cha-cha-cha. Đầu tiên sẽ là nội dung thi đấu Mỹ Latin một điệu samba. Sau đó là Mỹ Latin một điệu cha-cha-cha. Nội dung tiếp theo đó chính là Mỹ Latin một điệu rumba. Sau đó là Mỹ Latin một điệu paso doble. Tiếp theo là Mỹ Latin một điệu jive. Tiếp tục sẽ là phần trình diễn thi đấu cha-cha-cha don. Tiếp theo sẽ là phần trình diễn của samba đồng đội. Sau đó là phần đồng đội rumba. Tiếp theo là sẽ là paso doble don. Và nội dung cuối cùng sẽ là drive đồng đội.